Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 4, cả ba miền đều có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 4. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai sẽ có ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có ít đến quang mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh bao phủ bởi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chỉ số UV tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ có hại trung bình. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật ở nhiều khung giờ trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.